Có rất nhiều cách để dạy bảo con cái, nhưng đôi khi chúng ta lại dùng cách quát mắng, đánh đập. Điều đó chỉ càng làm cho những đứa trẻ trở nên ương bướng và khó bảo hơn. Con ơi, con đừng làm như thế. Đấy, mẹ xem, lũ trẻ càng ngày càng khó bảo rồi đấy. Cháu nó còn nhỏ, con phải bảo ban nó từ từ chứ. Thôi đấy, bà ở lại mà bảo ban chúng nó, con bực mình lắm rồi. Thôi, không có gì đâu, hai đứa đi lên đây với bà nào. Hai đứa ngồi đây, bà kể chuyện ngày xưa của bà cho bà nghe nhé. Bà kể cho con nghe đi ạ. À, câu chuyện bắt đầu từ khi bà còn rất nhỏ, con gái của bố ngoan. Lúc nào bố cũng thương cái Miu nhiều hơn mình. Miu ơi, bố có món quà dành tặng cho con đấy. Quà gì thế nhỉ? Ơi, đẹp quá bố ơi. Cái này con đeo mới hợp, Miu nó không hợp đâu bố. Chị ơi, trả em đây, sao chị lấy của em? Có vẻ như ngày xưa Miu và chị gái cũng chẳng hòa thuận là bao. Hai chị em cũng chẳng hề biết nhường nhịn và chia sẻ cho nhau. Thôi Trang, con phải nhường em đi trước. Lúc nào bố cũng chỉ nghĩ đến nó thôi à. Lớn rồi mà không chịu nhường em tí nào cả. Mày dám tranh giành đồ với tao à? Có việc gì thế hả bố? Sắp tới là sinh nhật của chị Trang rồi đấy. Con cất món quà này để mai tặng chị nhé. Bố thật là tâm lý, để con giữ hộ cho chị ạ. À, bố thật là thiên vị, lại còn tặng quà cho nó nữa chứ. Ôi nóng quá, nước nóng quá. Miu đã vô tình làm đổ cốc nước nóng vào tay của Trang, khiến Trang vô cùng đau đớn. Chị ơi, chị có làm sao không? Miu, mày làm bỏng hết tay của tao rồi. Miu ơi, còn có làm sao không? Đi đứng kiểu gì mà lại ngã như thế này? Bố ơi, cái Miu nó làm bỏng hết tay của con rồi đây nè. Trang, con chồng em kiểu gì mà để cho em ngã thế này hả? Nó làm bỏng hết tay của con mà bố lại còn bên nó. Thôi, Miu, đứng dậy vào nhà bố xem nào. Trang đã vô cùng tủi thân trước những hành động của cha mình. Cô chỉ biết ngồi một mình mà khóc. Này em, sao lại ngồi đây khóc thế? Anh ơi, bố chẳng thương em gì cả. Lúc nào cũng chỉ thương đứa con út thôi. Tưởng gì, dễ mà. Thế em có muốn bố chỉ thương một mình em thôi không? Dạ dạ, em có ạ. Cái này là cái gì hả anh? Em chỉ cần cho em gái em uống một viên này, anh tin chắc sau này bố chỉ thương một mình em thôi. Có vẻ như Trang đã tin lời người đàn ông này. Hiện tại trong cô chỉ một lòng muốn hãm hại đứa em gái ruột của mình. Sau này bố chỉ thương một mình tao thôi. Miu ơi, em nhổ cỏ thế này chắc mệt lắm đúng không? Chị rót nước cho em nè, uống đi. Dạ, em chưa khát, chị cứ để đó đi, tí em uống. Thôi, em uống luôn đi. Không cần đâu ạ, tí nữa em uống cũng được nữa. Mày uống ngay cho tao, uống đi, uống hết cho tao. Mày không uống thì làm sao bố thương mình tao được. Chị ơi, chị cho em uống cái nước gì vậy ạ? Mày vẫn còn sức để đi cơ à?
làm sao thế này? Trang, con làm cái gì đấy hả? Để xem, từ bây giờ mày còn tranh giành tình yêu thương của bố với tao được nữa không? Trang, con thật là độc ác đấy. Còn có biết hôm nay bố và Miu đã âm thầm tổ chức sinh nhật cho con không hả? Bố ơi, mọi chuyện là như vậy sao? Con xin lỗi. Chỉ vì sự ích kỷ của bản thân mà Trang đã nhẫn tâm hãm hại đứa em gái ruột của mình. Giờ đây Miu chẳng còn biết sống chết như thế nào nữa. Bác sĩ ơi, con gái tôi sao rồi ạ? Cũng may là bác đưa cháu đến kịp thời, không thì mọi chuyện đã rất tồi tệ rồi. Vâng, tôi cảm ơn bác sĩ nhé. Không có anh thì tôi cũng không biết sẽ thế nào nữa. Không có gì đâu, anh chăm sóc cho cháu cẩn thận một chút nhé. Giờ con ngồi đây để bố ra xem Miu đã khỏe chưa nhé. Một mình Trang lặng lẽ mở món quà mà bố với Miu đã âm thầm dành tặng cho cô. Hóa ra trước giờ Trang chỉ hiểu nhầm bố. Tình thương của người cha dành cho con cái là như nhau, chỉ là Trang không cảm nhận được. Và giờ cô vô cùng ân hận với những việc làm của mình. Miu ơi, con tỉnh lại đi. Nghe lời mẹ, không được tranh nhau nữa đâu đấy.